Yo, what's up? Hello, 500 anh em nha. Chào mừng anh em đã quay ở... Phải vui lên, nó hơi buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá bạn ơi. Mấy bạn biết bây giờ hiện tại là mấy giờ rồi chưa? Đây tôi cho anh em xem nè. Hiện tại bây giờ đang là 0:59. Có nghĩa là bây giờ đang là khoảng gần 1 giờ sáng rồi. 11 giờ sáng rồi. Trời ơi, và bây giờ tôi vẫn đang quay clip. Mấy bạn buồn ngủ quá trời. Thôi nhưng mà không sao cả, vì mấy bạn fan thì mình sẽ cố gắng quay clip cho bạn để bạn xem cho vui nha. Ok, được rồi. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với một video Roblox mới của mình. Thì dạo gần đây á, có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, tại sao anh không làm tiếp cái series mà chơi những con map Roblox hay nhất mà những bạn fan gợi ý đi anh. Đó, thì ok, nếu bạn muốn thì mình sẽ làm tiếp nha. Và ngày hôm qua mình đã thấy có một bạn comment rằng là: anh ơi, anh hãy chơi thử thang máy random kinh dị đi anh ở trong Roblox. Thì mình cũng có lên mình tìm thử thì mình phát hiện ra con map này. Mình không biết có phải con map này là con map mà bạn ấy nói đến hay không, nhưng mà nó cũng là thang máy đó bạn. Và ngày hôm nay tôi với Sammy sẽ cùng nhau thám hiểm thử để coi coi vào trong thang máy vào lúc 1 giờ sáng ở ngoài đời thật nè. Ở ngoài đời thật đó, đang là 1 giờ sáng luôn nè. Để coi coi sẽ có chuyện gì xảy ra. Cái thang máy này có nhiều tầng không thấy không? 500 tầng đúng không? Cái là 500 tầng đúng không? Trời 500 đi, tầng luôn hả? Trời ơi, hôm nay chắc bọn mình đi tầm 20-30 tầng vậy thôi ha. Chứ đi 500 tầng chắc chết luôn á. Rồi, cái okay, đi. Cái gì đây? Tôi đang thấy là chúng ta đang lên tầng 1. Ủa mà sao ở trong thang máy nó có hình mấy con chó, mấy con mèo? Con chó nhìn mím quá vậy, con mèo dễ thương quá vậy, là kinh dị chưa ta? Còn 5 giây nữa thang máy sẽ mở cửa nè. Để ra ngoài thử coi bên ngoài là gì. Review, hôm nay mình review thang máy kinh dị vậy. Ủa vậy? Ủa cái này chơi chơi hả? Màu gì? Blue màu xanh. Ủa cái gì kỳ vậy? Cái này là đâu phải thang máy kinh dị đâu, cái này là thang máy chơi trò chơi mà. Ủa, scream đây. Ơ nhưng mà tôi thấy cái con map này cũng hay nha, kiểu như là mình vô thang máy xong mình sẽ chơi những cái trò chơi khác nhau. Ủa bình đây nè, màu hồng nè. Lắc bình. Để xem. Đó, nhanh. Ui. Rồi xong té. Rồi. Trời ơi. Ê Sam để ý là mình đang đứng chung với ba ông này, skin y chang nhau. Ba ông nội đấy. Blue. Trời ơi, một ông bị té rồi. Còn hai ông thôi. Yellow. Đây nè. Rồi. May quá, còn hai ông, tôi tự còn ông đó Phong rồi không? Ôi, cấp. Ủa? Cấp đồng. Ủa sao không lấy được? À, là mình thắng rồi đó, có nghĩa là bốn đứa mình thắng rồi. À, ok. Ê, cái này vui nha. Tôi thấy cái map này cũng vui nha. Vậy đây là gì ta, thang máy thử thách các bạn ơi. Đó, để xem coi ai mà lên thang máy tầng 100, Mr. Bích sẽ cho 1 triệu. Thang máy Mr. Bích. Tôi đó nha, là tôi ước gì á, một ngày nào đó mà tôi cũng kiếm được nhiều tiền như Mr. Bích đó nha, là tôi sẽ làm mấy cái giải thưởng đồ kiểu cho mấy bạn fan á. Đó, trời ơi. Rồi, tiếp theo là ôi, sao có mấy con hổ ở đây vậy? Ôi trời ơi. Map tiếp theo là chúng ta sẽ vào trong rừng Amazon. Rừng Amazon chứ Amazon là gì? Ôi, con hổ đuổi tôi ra. Sao ơi? Fan cuồng. Ây da, tôi đụng vô cây rồi. No, tôi còn có xíu máu rồi. Tôi còn có xíu máu rồi, con hổ nó cắn tôi. Để lên nó. Trời ơi, con để gì? No, đừng. Trời ơi, rồi xong. Trời ơi, nó cắn không đi luôn rồi, xong nó định cắn tôi luôn nè. Trời ơi. Tôi còn đúng cái đầu rồi, xong tôi mất bộ quần áo luôn. Tôi nhảy. Phong ơi, hai em tôi mà nhảy là con hổ nhảy theo Phong ơi. Trời ơi, hổ đây hai rồi, xong tôi sắp đi rồi. Trời ơi, hổ ơi. Vô thang máy nhanh đi Sam, nhanh lên. Vô đây Sam ơi, con hổ nhảy sau lưng Sam. Rồi leo đây đúp. Trời ơi, mừng quá. Tôi còn một xíu máu, trời ơi, mừng ghê. Vậy là tôi có phần thưởng rồi, ông cũng có phần thưởng rồi Phong ơi, ông mất rồi. Rồi, không sao cả, tôi đâu cần phần thưởng đâu. Tôi chỉ muốn trải nghiệm thử coi liệu rằng nó có những cái trò chơi gì, hiểu không? Rồi, để xem coi mà tiếp theo ai thắng nè, tôi thắng rồi đó. Nói chung là Phong với Sam là 2-1 đúng không? Ok, rồi Sam thắng 2 trận, Phong thắng 1 trận. Ok, gì đây? Bánh quy vậy? Lấy được không vậy? Ủa khoan, phải bánh không? Hình như phải bánh đâu. Những cái này, cái gì trên trời rơi xuống nó rơi trúng đầu mình là mình sẽ bị mất máu á. Bánh quy ông ơi. Trời bánh quy. Bánh vàng. Ủa? Phong cũng lượm được cái bánh nè. Đúng rồi, đi tìm bánh vàng. Ủa vậy hả? Nè. Em ăn được không? Bây giờ là mình được thưởng luôn nguyên cái bánh luôn nè. Ê nhưng mà sao để ý không, là đúng hai đứa mình có. Đúng rồi, thấy vô mấy. À không, có bạn này, bạn này cũng có nè, Đâu. Ê bạn này có cây kiếm siêu nhân gì nhìn ngầu quá nè Sam. Kiếm siêu nhân điện quang. Đó, cho mượn chơi được không bạn? Ủa?
Rồi màn tiếp theo của chúng ta là leo núi lava. Lava sẽ dẫn vào phòng 5 giây nữa Phong ơi. Bình tĩnh cứ từ từ. Mấy cái bắt cua này á là người của Phong rồi. Yên rồi, tâm. Xong rồi, tôi thấy lava giờ cũng thấy gì không? Đây rồi, Phong top 1 rồi. Phong top 1. Rồi, bình tĩnh Phong ơi. Trời. Rồi, nhảy lên. Ấy. Cái gì vậy? Sao bị kẹt rồi? Không sao, top 2 cũng được, không cần top 1, top 2 cũng được. Sống là được. Được rồi. Rồi, Phong lên rồi. Sao đi được rồi, mừng quá. Trời ơi, riêng okay cái gì không? Chứ kỹ năng bắt cua là hiện tại bây giờ là Phong là top 1 hero team, ok. Ê, Sam có ông kia, ông leo qua bên kia kìa Sam. Rồi, đây, tụi mình là những người chiến thắng. Rồi, ok, trò tiếp theo. Trời, từ nãy tôi thấy là mấy cái trò chơi này nó chưa có cái gì gọi là kinh dị mà khiến tôi... Đúng rồi. Khiến tôi khiếp sợ, hiểu không? Rồi. Tính ra tôi là người thắng hết luôn á. Gọi là bị cái gì shut down vậy không? Xém bị shut down rồi đó. Thì dừng tôi cũng thua rồi. Có một màn thôi mà. Nhưng mà trước sau gì tôi cũng gọi là bằng xa mà. Rồi chọn màu đỏ. Cái này là chọn đường đi đúng không? Đỏ Squid nè game, Squid game. Rồi bạn nào đi trước đi. Rồi bạn này hay quá đi. Ai đi theo bạn này? Rồi tiếp theo nè, bạn nào đi trước đi. Bạn nào ở bên này luôn, hay quá. Rồi, mình đi sau người ta là được, Ồ, qua đây nè, rồi. Còn một chỗ nữa nè, còn một chỗ nữa thôi. Yeah, đúng rồi, hay quá. Bây giờ, ui cái này khó nha. Ui, bạn nó biến mất rồi, vậy là bên này. Bên này rồi, xong chắc chắn sẽ là bên xanh lá. Ôi, đúng rồi, bên xanh lá xong rồi. Tiếp theo sẽ là gì đây? Một cái thôi, bạn đi trước đi. Xin dừng. Xin dừng, trời ơi, hay quá. Phong đỉnh quá mấy bạn ơi. Trò chơi này chỉ cần các bạn đi sau thì ta là các bạn thắng. Mình chơi cái này là mình chơi hơi bị hải vũ á nha. Nhưng sao thắng là được rồi. Rồi 5 giây nữa nè, hồi nãy là cái trò kia tôi thấy là khá là vui đó. Trò gì đây? Trò này sẽ là trò gì đây? Hồi hộp quá. Bắt cua nữa hả? Cái gì mà tôi muốn chơi cái trò gì đó mà nó rượt đuổi, nó bắn súng hay gì đó chứ bắt cua chán quá à. Đây nè, ồ kỹ năng của tôi cũng đỉnh lắm á chứ bạn. Trời ơi, kỹ năng của tôi cũng đỉnh lắm chứ bạn. Ồ sao nhảy qua đây được hay vậy alo. Trời ơi, Phong mà bạn. Đấy, mặc dù là mình không cần top 1. Nè, mình không cần top 1 đâu, mình chỉ cần gọi là mình không cần top 1 đâu, nhưng mà mình phải thắng. Qua được rồi. Ê, sao đây qua được vậy alo? Này bắt đầu từ từ nó khó dần rồi nè. Mình phải nhảy qua đây hả? Thua rồi. Ai trời ơi, thôi xong rồi. Tính ra hồi nãy tôi đi xa lắm luôn á. Trời ơi. Thôi, tôi thấy cái bắt cua này chán các bạn ơi, mình bỏ qua này nha. Rồi, trò chơi tiếp theo của chúng ta. Ủa gì á? Cái gì vậy? Cái cáp treo ở trên cái lưỡi của cái con Siba hả? Ôi trời ơi, đây ngồi ké ngồi. Ôi, sao sao ngồi ké được? Sao ngồi ké được? Tôi đứng lên cỏ. Đó. Có bạn này mẹ nó bị gãy ra. Ok, mình sẽ đi ké bạn này nha bạn em. Thế là mình vô mổ cuộn cho Siba hả? Vui vậy. Hy vọng là cái thang của tôi nó không bị gãy. Ủa sao đứng im vậy? Ủa? Rồi. Trời ơi, nó nặng quá, nó không đi đâu. Sao ăn đi. Cái thang máy của Phong á, cái thang của Phong nó nặng quá, nó không đi, nó kẹt luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi, tôi bây giờ rồi, tôi sắp té. Rồi xong rồi, Phong báo mọi người ơi. Ông ngồi gì gãy cái xe của ta luôn vậy? Nó không di chuyển luôn rồi. Ủa sao vô đây? Ủa gì? Trời ơi, mấy bạn có thấy cảnh gì không? Hồi nãy tôi nặng quá cho nên nó bị kẹt lại cái thang luôn, nó không lên lại được. Tôi chỉ mắc cười là bởi vì cái thang tôi nặng quá, xong nó kẹt lại hết, mọi người không ai lên được luôn. Vậy là ông gọi là ông là báo thủ đó không? Tiếp theo là cái gì đây? Để xem coi. Hài hước đi, tôi thích. Có gì hài hước không? Nhanh đi. Rồi, lên trước rồi, ngon. Đi. Ủa sao đi? Ê, bạn ơi. Mình đi xe khác. Ở đây tôi chỉ cho nè, chị cho. Trời ơi, Sam chậm quá vậy. Nè, lên. Sao Sam chậm quá vậy, để cái ông kia lên ngoài. Đây. Wow. Lại đi, rồi ông kia sẽ ra coi. Ông kia chấm ra cho đi coi. Trời ơi. Cái gì vậy? Người không được đâm nổi mà. Trời ơi. Ác thiệt sự luôn á trời. Tôi với Phong Cận đang đi rất chiêu, rất bình yên, đang thả cơm chó. Người ta đạp tôi xuống luôn bạn, tại cái tôi thả cơm chó, thấy chưa? Tôi cười chết luôn á. Rồi, đây. Kích. Đây, rồi, đây. Rồi.
Hy vọng là cái tàu của chúng ta sẽ không bị lật như này. Tôi mong là không ai gọi là ghen tị ông kia đi ngoài cái. Ê, sao cái ông kia ông kia tôi thấy cái xe ổng hơi lệch lệch ra ngoài ấy nha, nó hơi lệch lệch ra ngoài nha. Tí nữa rớt xuống dưới nè, coi tí nữa rớt xuống dưới. Còn rớt xuống dưới không vậy? Nguy hiểm không? Tôi thấy nhìn nguy hiểm không ơi. Ôi cái tàu đường siêu tốc này có cho tiền ở ngoài đời thật, có cho tiền. Ơi 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 ơi. Thấy nó hơi chỉ chỉ ra ngoài vậy nha. Sao nó chỉ chỉ ra ngoài? Em tôi sợ quá. Rồi sao không sao, an toàn không ơi, an toàn không ơi. Cũng may là sao nhẹ chứ tôi mà ngồi bên phía đó nha là nó nghiêng quá. Ôi trời ơi. Sao dù gì thì bọn mình cũng đã đi được đến tận đây rồi. Ôi gần mình gần tới đất rồi. Đây đây. Ủa, có lên xíu thôi. Có lên xíu thôi. Nhưng mà hình như còn dài lắm, không biết 1 phút 30 giây kịp không. Trời ơi không kịp rồi. Đuôi dây luôn. Ủa cái gì đây? Cái gì đây? Mình đang ở trên nóc của máy bay và phía trước mặt chúng ta là những cái đám mây có tia điện. Ui. Ghê quá vậy. Chứ bây giờ máy bay với tôi đâu, trên nóc xe máy bay đâu. Bây giờ mình phải né. Ui né. Ui trời ơi. Rồi xong Sammy tan thành mây khói. Ui thành còn cái đầu của Phong ơi. Nhưng mà khoan, ví dụ bây giờ mà mình nhảy xuống dưới có được không ta? Không, đi đó, đừng. Tôi tính nhảy xuống dưới thử coi bên dưới có gì không. Rồi, map tiếp theo. Trời ơi, tôi đang muốn có một cái map nào đó chiến đấu nhào vô đánh nhau rồi, bùng chiếu chiếu đánh kiểu. Đánh nhau bùng chiếu chiếu vô bạn. Trời ơi. Trời ơi, nó cho đi biển luôn trời ơi. Phong ơi, ra khơi đi tìm tàu nè, tàu nè. À mình ra khơi mình đi tìm kho báu. Tôi xin phép là tôi làm Yoro nha. Trời ơi, tôi là gì đây? Tôi là Nami nha, Bạn biết cái tàu gì vậy? Bạn ơi, bạn biết lái vậy cái kho báu trước mặt kìa bạn ơi. Kho báu đâu kìa bạn ơi. Kho báu kìa bạn ơi, kho báu kìa, tiến lên bạn ơi. Đúng rồi, hay quá bạn ơi, tiến lại gần bạn ơi. Anh chịu Ruby đang ở trước mặt chúng ta. Rồi, lại gần đi bạn ơi, lại gần đi các bạn đi. Lại gần đi. Rồi, của mình. Nhanh, ui. Yeah, kho báu là một cái đầu con chó bằng vàng. Trời ơi, ê, cũng hay á. Ê, mình lên tàu nhanh, sao. Mình bỏ mình kia lại. Bỏ mình kia lại luôn. Chạy. Ê, sao mà mình ác quá ta, xin thấy một mình ác quá ta. Ê, đi tìm thêm được không? Cho tôi cái đầu đi, tôi thích cái đầu nữa. Cho yeah, tôi cái đầu đi. Tôi lụm được một cái đầu Shiba bằng vàng, quá xịn. Trời ơi, lật tàu bây giờ. Có khi cái này là trái ác quỷ á, mình ăn vô xong mình biết ăn Shiba. Trời đất ơi, quá trời luôn. Tính ra hồi nãy hành động mình bỏ lại cái bạn kia là một mình ác lắm luôn á. Không, mà cái tàu của cái bạn, có phải bạn, ủa phải tàu bằng keo mà nó cướp tàu luôn hả? Đúng rồi. Mình là cướp biển mà. Mình là cướp biển luôn rồi đó. Ôi, đây. Bắt cua lên đây. Ê, bắt cua được không? Kịp không? Tôi mới bắt cua nha. Đây, Sam ở dưới đây, để Phong lên cho. Ông lấy được không? Được, để Phong. Trời ơi, không kịp. Nhưng mà thôi không sao. Phong vẫn đã có cái đầu màu vàng. Ê, nhưng của mình không có luôn á Phong. Cái đầu nhìn buồn cười quá à. Trời ơi, đầu màu vàng đó chứ, trời ơi. Rồi, Phong sẽ cầm trên tay để Phong khoe. Đây là chiến lợi phẩm của Phong đó. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Nguyên cái đầu con cuốn luôn á Phong. Ê, tính ra trên tay của tôi cũng đang cầm cái đầu con cuốn luôn á. Cái này là công viên á bạn ơi, công viên con cuốn. Ủa khoan, chỗ này có bắp rang bơ nè Sam. Đây là cái cầu tường con cuốn rồi, đầu này là gì? Trời ơi, bảy rô bất lận cái gì mà chơi kỳ vậy, bảy rô bất vậy? Chơi mà mua mà tiền vậy trời ơi. Ủa ai lăn đây vô vậy? Ê, có cái quả lăn đây luôn. Trời ơi, lăn nó có hiệu ứng nha, hiệu ứng cuốn à. Đó. Ê, bây giờ cái quả này nằm trong đây với mình luôn á. À, hay ta. Trời ơi, đem về làm quà bạn ơi. Ê, cái quả trứng con chó này nó có nở ra con chó không ta? Ủa, chó đâu có đẻ đâu trứng đâu, trời ơi. Rồi, để coi tầng tiếp theo của chúng ta sẽ là gì đây. Tầng tiếp theo là gì đây? Ủa? Sao tới thôi rồi? Kinh gì tới rồi. Kinh gì tới rồi? Mình đang ở tầng 12, rồi. Tại sao lại cấp điện các bạn? Cấp điện con số gì đây? Gì ra là con máy gì ra? Ủa sao không có gì vậy? Ủa nó cấp điện. Trời ơi, này chắc ông bảo vệ, ông rảnh quá, ông tắt điện cái ông bật lên lại chứ gì vậy trời. Cấp điện, mở điện các bạn. Tào lao thiệt chứ, tưởng cái gì đó kinh dị lắm. Tôi đang không chờ cái sự kinh dị trong này. Quá không sao, bây giờ nè, 3 giây nữa nè, để coi chúng ta sẽ là cái gì đấy. Chứ bây giờ muốn ước gặp con ma nó vậy. Đúng rồi, tiên tôi ước gặp ma ghê á. Ủa, sàn đấu. Ủa, John Cena. What the hell? Anh ơi, em là fan anh ơi. Sao tôi chọc đầu tôi mất cái tay rồi? Ủa sao tôi bị chọc đầu tôi mất cái tay rồi? Ông đánh nhau với anh John Cena gọi là
Ủa anh Yoshida ơi, anh làm gì vậy? Tiếng anh bứt tóc em, anh bẻ tay em. Ê, trong này ai cũng bứt tóc bứt tay hết trơn luôn á. Trời ơi, bứt tay mất cái tay luôn. Sao mọi không bị hết hả? Sao tôi mất cái tay mất cái... Thôi không, tới gần ảnh thì không, tôi bình thường tôi... Cái anh này ghê quá rồi, thôi lần sau gặp ảnh ngoài đời chắc tôi không nhắc lại gần nữa. Đúng rồi, anh dữ quá, trời ơi, nhìn không ra phong luôn, tới đó trong này trời ơi trời, ủa, cái gì đây? Cái gì đó trời ơi, map gì đây? Cái map... mấy quả chuối rơi nữa nè. Wow. Mưa chuối. Thế giới chuối. Ê, lấy được chuối không? Được nè. Trời ơi, nó rơi mà ngàn quả này, tôi không lầm trúng quả nào luôn á. Ê, mà sao biết gì không? Gì vậy? Tôi mất cánh tay xong rồi tôi mất luôn cái tượng vàng kia luôn rồi. Ồ trời ơi, cái tay tượng vàng đúng không? Vậy là có nghĩa là ông thấy tôi đang cầm cái tượng vàng, ông bẻ tay tôi, ông lấy cái tượng trời vàng. Ơi, bẻ tay không cần lấy cái tượng vàng. Ủa, trời ơi, đau đớn quá. Thôi không sao, bây giờ tầng 15 nè, mình coi như tầng này tầng cuối cùng nha bạn. Ủa, bắt cua hả? Ok, thôi không sao, map bắt cua này có vẻ ok nè. Rồi. Ồ, vậy là tầng 15 của chúng ta sẽ là tận bắt cua, và nếu như ai chiến thắng sẽ có quà. Quà đâu kia Phong ơi, quà đâu kia? Có không? Có nguyên hộp quà đâu không? Kia? Trời ơi, sao nghe có quà, cái tốc độ của Phong nhanh lên là sao? Sao nhìn Phong là Phong top 1 rồi là sao? Trời ơi. Phong nghe có quà, cái tốc độ của Phong nó nhanh thật sự. Trời ơi, tôi nghe có quà cái tôi rớt. Trời ơi, tôi nghe có quà cái tốc độ tôi nhanh quá bạn ơi. Nhanh quá bạn ơi. Tôi lượm quà bạn ơi. Tôi lượm quà. Tôi lượm được. Ủa, quà của tôi. Quà của tôi. Trời, bị giành rồi, trời ơi. Yeah, rồi, Phong giành được nhưng mà Phong không có cái tay cho nên Phong không cầm được. Trời ơi. Phong lấy được cơ. nhưng mà Phong không có cái tay cho nên Phong không có cầm được. Trời ơi. Trời ơi, tay ông đâu? Mất cái cúp bị... trời kia. Bị anh John Cena bẻ tay rồi, bứt tóc rồi. Cây thật sự, trời ơi, có cái cúp nhưng mà không cầm được. Cây thật sự. Ok bạn ơi, vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy đã có một cái trận cười đau bụng luôn. Đúng rồi, cái này cái con map này nó không có gì kinh dị hết mà nó hài các bạn. Nên là bá đạo đấy bạn, kiểu đi nó cười lắm. Nên là nếu như bạn nào mà muốn một mình tiếp tục sẽ chơi tiếp con map này, bạn đừng quên comment mình xuống bên dưới mình biết nha. Ôi cái gì nữa đây? Cái này là bóng tuyết lăn xuống rồi. Rồi chết queo luôn rồi. Ok bạn, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Và đừng quên hãy bấm nút like, đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nha. Tôi gần 4 triệu sub rồi đó các bạn. 4 triệu sub nha bạn. Bye bye. Hello team.